Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhằm mục đích giảm giá bán điện nông thôn, Tổng công ty Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị giảm tổn thất điện năng ít nhất từ 0,2 đến 0,3% so với kế hoạch, tăng cường kiểm tra sử dụng điện. Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện bán điện trực tiếp đến các hộ ở các xã ven đô và các xã làng nghề có mức tiêu thụ điện lớn, đồng thời hoàn thành chương trình giá bán điện qua đồng hồ đa điện tổng ở 100% khu vực nội thành các thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ. Phần đầu đến cuối năm 2023, cơ bản không còn hộ dân nông thôn phải mua điện với giá cao hơn giá trần chính phủ quy định. Trong tháng 3, các nhà máy xi măng trong cả nước đều đẩy mạnh nhịp độ sản xuất với tổng sản lượng gần 2,1 triệu tấn. Tính chung cả quý, tổng sản lượng đạt 4,7 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các nhà máy thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam trong 3 tháng đầu năm đã sản xuất trên 2,3 triệu tấn. Sức tiêu thụ mặt hàng này hiện cũng tăng mạnh. Theo thống kê, lượng xi măng bán ra trong quý 1 là gần 4,6 triệu tấn, tăng hơn 10% so với quý 1 năm 2022. Riêng Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã xuất ra 2,5 triệu tấn, tăng hơn 19% so với cùng kỳ và chiếm gần 60% thị phần xi măng của cả nước. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong những tháng tới, Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã chuẩn bị nguồn dự trữ trên 1,2 triệu tấn, trong đó có 750.000 tấn clinker và 450.000 tấn xi măng tại các nhà máy và địa bàn quan trọng. Theo công văn mới ban hành ngày 28 tháng 3 của Tổng cục Thuế, đối với hàng hóa là vật tư nguyên liệu để làm hàng xuất khẩu sẽ được phép nợ thuế là 9 tháng 275 ngày kể từ khi doanh nghiệp nhận được thông báo chính thức về số thuế phải nộp. Để được áp dụng thời hạn chậm nộp thuế, doanh nghiệp phải xuất trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, bản đăng ký vật tư nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp không có khoản nợ thuế quá hạn. Giá trị sản xuất công nghiệp Cần Thơ quý 1 năm 2023 ước đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó công nghiệp ngoài quốc doanh đạt mức tăng trưởng cao nhất hơn 66%. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất hơn 630 tỷ đồng của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trong quý 1 là các công ty cổ phần từ các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang và công ty cổ phần vốn tư nhân. Chỉ riêng tháng 3, giá trị sản xuất của khu vực này đã đạt 102 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2002. Trong 3 tháng qua, Cần Thơ đã thành lập mới 14 công ty, nâng tổng số lên 43, trong đó hoạt động hiệu quả nhất là các công ty cổ phần có nhà nước góp vốn. Riêng hai thành phần kinh tế tư nhân và cá thể cũng có mức tăng trưởng từ 15 đến 30%. Giá trị sản xuất của khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh thời gian tới chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng cao vì chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp đang được tỉnh Cần Thơ thực hiện mạnh trong năm nay. Chương trình kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa tính đến nay đã thực hiện được 2 năm. Bước đầu chương trình đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như thủy sản, giao thông biển lẫn du lịch. Tổng sản lượng hải sản khai thác đạt trên 133.000 tấn, chủ yếu là khai thác trên bờ. Nuôi trồng hải sản 2 năm qua đạt sản lượng 26,8 nghìn tấn, là nguồn nguyên liệu chủ yếu để chế biến thủy sản của tỉnh. Hiện nay các nhà máy chế biến đang được quy hoạch để đảm bảo cho sản xuất phát triển và không gây ô nhiễm môi trường. Về giao thông biển và đường thủy nội địa, hiện nay các cảng biển đang được đầu tư nâng cấp cao năng lực vận tải. Cảng Ba Ngàn Nha Trang được đầu tư trên 400 tỷ đồng, đã và đang được cấp rút hoàn thành. Ngoài ra trong chương trình còn có thêm hoạt động trung chuyển dầu và đã thu được 400 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Một hoạt động khác trong chương trình kinh tế biển đã thu hút được sự quan tâm đầu tư của các tập thể và cá nhân, đó là du lịch đường thủy nội địa. Riêng đội tàu du lịch đã phát triển được 230 chiếc. Số khách đến du lịch các tuyến biển đảo đã đạt trên 560.000 lượt người. Đánh giá chung là sau 2 năm chương trình kinh tế biển của tỉnh đã đạt được những mục tiêu của từng năm, nhưng cũng như một số chương trình kinh tế khác, chương trình kinh tế biển sẽ phải giả soát và xây dựng chi tiết hơn, nhất là về vốn và cụ thể, về thời gian và nguồn để dễ cân đối. Có như vậy, đến năm 2005, các mục tiêu của chương trình mới đạt được kết quả trọn vẹn. Gần sát khu kinh tế mở Chu Lai và gần khu công nghiệp Dương Quất, cảng Kỳ Hà được đánh giá là một cảng biển nước sâu quan trọng của khu vực miền Trung. Hiện nay, được sự cho phép của chính phủ, tỉnh Quảng Nam đang đầu tư xây dựng và mở rộng cảng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cho khu vực trong thời gian tới. Gần đây, những chuyến hàng thường xuyên cập cảng Kỳ Hà như thế này đã được bốc dỡ nhanh chóng và thuận tiện. Từ đầu năm đến nay đã có 9 lượt tàu vận tải biển cập cảng với tổng lượng hàng được bốc dỡ là gần 6.000 tấn. Theo đánh giá của các chủ tàu thì cảng Kỳ Hà không chỉ thuận tiện về độ sâu của luồng lạch cho tàu trọng tải lớn ra vào, mà khi các tàu hàng qua cảng, mọi thủ tục liên quan đều được giải quyết nhanh chóng, giảm được nhiều chi phí và thời gian. Khi vào thì tôi thấy luồng lạch từ ngoài kia vào tới cầu cảng rất là thuận tiện.
tất cả thứ là đầu vàng là cũng là rất là tốt, cũng rất đảm bảo đã đứng cho đầu tư vào làm hàng. Cái thứ hai nữa là khi vào trong này thì tất cả mọi thủ tục của cái cảng thứ hai là cũng rất là rất là thuận tiện và nhanh chóng. Và ai nói cái khâu chất rỡ thì chúng tôi thấy cũng rất là chú đáo, công nhân làm ở đây cũng rất là nhiệt tình. Để thu hút thêm nhiều tàu vào cảng, Cục Hàng hải Việt Nam vừa đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng tiến hành nạo vét luồng lạch giai đoạn 1 với độ sâu của luồng là âm 5,9 m, đảm bảo an toàn cho các loại tàu trọng tải 7.000 tấn vào cảng. Được sự cho phép của chính phủ, bằng nguồn vốn đầu tư trở lại là 135 tỷ đồng thông qua các hoạt động của cảng cho năm 2002, tỉnh Quảng Nam đang đầu tư xây dựng 2 nhà kho, 1 trạm cân, bãi hàng và các thiết bị xếp dỡ. Việc đầu tư xây dựng và mở rộng cảng Kỳ Hà không chỉ đáp ứng với sự phát triển kinh tế trong khu vực mà còn góp phần tạo công việc làm cho nhiều người dân địa phương. Chúng ta là những người mà trước đây là làm người biển, hiện nay thì nhờ các cảng này là chúng ta có cuộc sống tương đối ổn định, thu nhập tương đối cũng chưa cao lắm nhưng mà tạo được cuộc sống tương đối được sau này. Trong dịp về thăm và làm việc với các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng khi đến thăm và làm việc tại cảng Kỳ Hà đã đánh giá cao tiềm năng của cảng biển này. Tuy nhiên, để khai thác và nâng cao năng lực xếp dỡ của cảng biển cần có sự đầu tư phát triển đồng bộ cùng với những lĩnh vực khác trong khu vực. Với cảng Kỳ Hà chúng tôi cũng thấy là đây là một cái tiềm năng của tỉnh Quảng Nam cũng như khu vực miền Trung. Mà muốn cho cảng Kỳ Hà lớn mạnh và đáp ứng được nhu cầu thì cái việc hình thành và phát triển khu đến ở tương lai cũng là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Cảng Kỳ Hà là làm cái nhiệm vụ phục vụ đắc lực và đáp ứng mọi nhu cầu của cái khu kinh tế ở tương lai. Sắp tới, cảng Kỳ Hà sẽ tiếp tục nạo vét luồng lạch giai đoạn 2 để có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 10.000 tấn cập cảng an toàn. Đồng thời cảng sẽ đầu tư thêm thiết bị xếp dỡ, mở rộng cảng và xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ khác. Đây là một hướng mở mới của tỉnh Quảng Nam nhằm đáp ứng sự phát triển của khu kinh tế ở tương lai và khu vực miền Trung trong